Ôi các bạn ơi, hiện tại mình đang vô Yellow VB cùng hai bạn fan này nha mọi người. Hiện tại hai bạn nó VB rất thiệt với nhau, rất là căng luôn. Còn một bạn thì là 5M7, một bạn 5M3, một bạn thì dùng Spirit, một bạn thì dùng Phúc Quang. Cái bạn 5M3 thì dùng Spirit, còn cái bạn 5M7 thì dùng Lôi. Rồi một bạn thiếu vốn rồi. Hiện tại thì mình đang giao lưu với hai bạn này. Bạn nào muốn kết bạn với mình á thì cứ nhìn tên của mình mà kết bạn á. Mình không bao giờ từ chối một ai đâu, mình sẽ chấp nhận hết. Các bạn yên tâm nhé. Có một bạn ở bên đây mình viết cho đen hay là mình sẽ lên mình xin nhẹ cái nút công ty của bạn đó. Nhìn mấy phim các bạn làm BB cũng rất là hay luôn nha, đặc biệt một mẹ nè. Đâu đấy, đâu đấy, đâu đấy, đâu đấy, đâu đấy. Bạn ơi, từ hai mà bạn ơi, bạn Đức ơi, mình sẽ cho hai bạn này lên TV cho mọi người. Hai bạn đó đồ mình cho lên TV nên là mình sẽ cho lên, có mấy bạn gặp mình rồi cho mình lên TV ý. Bạn này biết cố mà còn chơi với mình nữa, chơi gì kỳ với ba. Nói chung là hai bạn này có kỹ năng rất là ghê gớm, mình còn không theo kịp hai bạn này nữa đó. Chưa gì bị trúng chiêu luôn, bay mặt bay liền bay liền bay liền. Có một bạn level max Kitsune ở bên kia, mình có nên qua sang không ta? Mình bị cái bạn đứt hành cho xuống còn có 3M4 thôi các bạn ha. Đó các bạn dùng sự biết này nè. Tuyệt vời. V4. Quá quá. Chết rồi. Rồi xong. Ui ôi, mấy bạn này VB căng cực luôn mọi người. Gì đây? Hai. Quá tục. Hai. Hai không. Như bạn này mình cũng đồng ý kết bạn với bạn này đúng không? Nếu các bạn nào mà xem được video này của mình á thì nhớ vào like cho mình nhé. Hai. Chắc bạn này kết bạn với mình ở trên YouTube mọi người. Hồi một không idol. Ok bạn. Đó, có nhiều bạn rủ mình VB. Một với một, ok bạn. Bạn ơi, đây đây bạn ơi. Bạn đó rồi. Hôm 24 nha. Ok. Ngày này đủ mình 24. Ui, chưa gì bạn cứ bắn một chữ cho người mình này. Thấy chưa, biết ngay mày đứng yên thế này cũng bị trúng chiêu. Mình dùng mochi khá là gà nên là gót ơi gì đây bạn 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 này muốn gì đấy. Wow, bạn này quýnh hơi căng rồi nha. Ôi chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chạy đi, 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 chạy đi. Tôi chạy đằng sau. Mình kể đằng sau đầy nhơn nghe coi cái Sunny sao bạn nó ra lại ở nó vì với bạn sự đích kia dính nè, dính một chiêu của mình nè. Mình tập sẽ bóc lên nó phòng cũng phòng thân chờ không trúng nhả chân. Chị hụt hoài sao mày ôi ý làm sao mà bạn ơi, bạn ơi rồi ta này thì nhờ nghe mà kìa sao bạn cứ bạn nó gì.
Gì? Bạn ơi, bạn lớp gì ơi? Mình đang BB, bạn này mà là bạn thông cảm nhá. Dính nè. Kìa, sao mình văng nó lên trời, mình chỉ xuống đất mà. Dính một là dính hai luôn nè. Quê. Ngồi thốn, ngồi thốn, ngồi thốn, ngồi thốn, ngồi thốn. Ngồi thốn, ngồi thốn chút xíu, ngồi thốn chút xíu, ngồi thốn chút xíu. Ngồi thốn nè, ngồi thốn nè. Quá, chúng chịu rồi. Trời ơi. Trời ơi. À, con buông ngực hở đi. Không có danh là 5 mà 7. Này đi nhô nha. Này nè, dính chiêu rồi. Rồi hụt luôn các bạn ơi. Không. Trời ơi, đau quá. Quá, quá, quá. Quá. Trời ơi, chừng nào mới kết thúc trời. Mới lá hồ đầy cây nữa kìa. Yes, ok. Và cái gì của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi nữa. Các bạn thấy hay đừng quên cho mình một like, một share và nhớ cho mình đăng ký để mình có thêm nhiều lực. Và hãy nhìn video mới nhất nha. Ok, hẹn gặp lại. Gặp bạn Kitsune này. Hồi này chắc mình cũng quen cho Silver thôi. Này đi nhờ nè. Thôi, mình kết thúc video kết nghĩa. Ok, bye bye.